Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phonu TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 11 tháng 3 duy trì là tăng ở các địa phương trong nước. Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2024 giảm 84 USD trên tấn với mức giảm là 2,48% và giao dịch ở mức là 3.297 USD trên tấn. Trong khi đó, kỳ hạn giao tháng 7 năm 2024, giá cà phê giảm 81 USD trên tấn và giao dịch với mức giá là 3.190 USD trên tấn. Tổng kết tuần qua tại sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 3. Trong khi đó, giá cà phê Arabica giao tháng 5 năm 2024 giảm 7 cent trên pound ở mức là 185,2 cent trên pound, trong khi ở kỳ hạn giao tháng 7 giảm 6,45 cent xuống mức giao dịch là 183,45 cent trên pound. Tổng kết tuần qua, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 5 tăng mạnh tới 154 USD trên tấn. Cà phê Arabica ở kỳ hạn giao tháng 5 tăng tất cả 1,9 cent trên pound. Giá cà phê nội địa trong tuần qua cũng tăng mạnh tới 5.000 đồng trên 1 kg, liên tiếp xô đổ các mức giá gây sốc cho cả giới kinh doanh và các chuyên gia, với mức giá đạt đỉnh ghi nhận là 92.500 đồng 1 kg. Trong tuần trước đó, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 5 đã tăng tất cả 113 USD trên tấn, trong khi cà phê Arabica ở kỳ hạn giao tháng 5 tăng tất cả 3 cent. Giá cà phê nội địa trong tuần trước thì tăng tới hơn 4.000 đồng 1 kg. Như vậy, trong 2 tuần qua, giá cà phê trên thế giới và trong nước liên tục tăng mạnh. Trong phiên cuối tuần, giá cà phê điều chỉnh giảm mạnh ở hai sàn phái sinh do dự báo có mưa ở Brazil làm giảm bớt lo ngại về tình trạng khô hạn đã thúc đẩy các quỹ và đầu cơ thanh lý vị thế dòng trên cả hai sàn giao dịch cà phê kỳ hạn. Trong tuần này, theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, thị trường bước vào một tuần quan trọng, một tuần mà các dữ liệu kinh tế được phát hành có thể gây ảnh hưởng đến quyết định của Fed về lãi suất đồng USD trong phiên họp tới chừng 10 ngày nữa. Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, giá cà phê có thay đổi theo hướng tích cực chỉ khi dữ liệu lạm phát giảm để thuyết phục Fed thay đổi chính kiến. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước hôm nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá cà phê trong nước vẫn duy trì được đà tăng với mức giá thu mua là 90.700 đồng tới 91.500 đồng một kg. Ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc thu mua với mức giá là 90.800 đồng một kg. Ở khu vực huyện Đức Trọng và huyện Di Linh, mức giá là 90.700 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga, sáng nay thu mua với mức giá là 91.100 đồng một kg. Ở khu vực huyện Ea Hà Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 91.200 đồng một kg. Các huyện Cư Quyên, Cờ Rông Năng và huyện Cờ Rông Bắc, giá cà phê thu mua quanh mức là 91.200 đồng 1 kg và 91.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai, sáng nay thu mua với mức giá là 91.100 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Chiêu Rông và huyện Chi Sê, ghi nhận quanh mức 91.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Min thu mua với mức giá là 91.400 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Đắk Lấp và huyện Đắk Song ghi nhận quanh mức 91.300 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà và huyện Ngọc Hồi ghi nhận quanh mức 91.200 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đắk Lây, mức giá là 91.100 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai ghi nhận ở mức là 91.300 đồng 1 kg. Và tại khu vực tỉnh Bình Dương, mức giá là 91.500 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, được thu mua với mức giá là 91.600 đồng 1 kg. Sáng nay trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua ở những vùng nguyên liệu quanh mức giá là 91.400 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá cà phê sáng nay. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.